Chào tất cả các bạn đến với channel Code là Ghiền. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà mình thiết kế một cái web app nha. Chúng ta bắt đầu nhé. Cái này mình hướng dẫn giống như là mình chia sẻ cái mà mình hay làm, chứ cũng không có theo sách vở gì. Giống như là mình chỉ chia sẻ cái kinh nghiệm cá nhân thôi, thì các bạn mới thì các bạn có thể giống như là hiểu thêm cái cách nó làm sao, không? Còn các bạn đang lung tung thì mình cũng hiểu được, cũng có một cái cách để làm. Còn các bạn học bài bản rồi thì mình cũng theo cách bài bản cũng được, không có sao hết. Thì cái web app đó thì trước hết dĩ nhiên là mình phải biết cái cách hoạt động của nó, đúng không? Nó có cái server là máy chủ và client là browser là máy khách, tức là máy mình đang coi nè, ở trên trong ví dụ Internet Explorer hay là Chrome hay là Firefox rồi này nọ nè. Còn server đó ví dụ như nó có nhiều chỗ, rồi database nó nằm trong server hay là nó nằm ở trong một cái server khác chẳng hạn cũng được, không sao. Mình hiểu cái cách hoạt động của nó như vậy. Giống như đây ở trên bên client á, mình thấy cái gì đó mình gõ cốc 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 cốc, mình enter tức là mình submit, thì nó sẽ gửi lên cái request đó, tức là mình gửi theo cái yêu cầu nó lên cái server. Thì server nó sẽ làm cái gì xong rồi nó trả về cho client kết quả. Cái kết quả nó hiển thị lên màn hình cho mình thấy ở trong Chrome này nọ. Ok. Đó thì cách hoạt động của web app. Thì nếu mà các bạn nào mà chưa có coi cái video mà cái cách hoạt động của web app thì mình nên coi lại, giống như mình để hiểu nhiều hơn trước khi mà mình nghe cái bài này. Rồi, ok. Thì bây giờ cũng giống như application thường thôi, thì này nó cũng là một cái application mà nó dùng cho web. Thì mình cũng phải biết được cái yêu cầu của người ta, đúng không? Ví dụ như yêu cầu của khách nó muốn cái gì, mình nói ví dụ như lưu giữ web bán hàng online đi, mình nói thí dụ tại cũng nhiều người làm. Thì thật sự mọi cái web app á, nó đều là gọi là quản lý đó các bạn. Ví dụ như nó quản lý hàng hóa nè, để buôn bán nè, cũng là giống như là shopping online nè. Ví dụ như quản lý học sinh nè, cũng là quản lý nè. Ví dụ như quản lý chợ búa nè, hàng hóa nè, nó cũng là quản lý thôi. Nói chung có cái nào nó cũng quản lý hết trơn, các bạn thấy không? Tựa nha hết trơn. Mình nhìn chung là nó cũng giống nhau hết trơn rồi các bạn. Đó, ok. Rồi khi mà mình hiểu như vậy rồi, cái bắt đầu ví dụ như cái khách, mình nói ví dụ như sẵn mình nói luôn cái server này chẳng qua nó cũng là một cái máy giống như là cái máy computer của mình thôi. Nhưng mà thay vì cái computer của mình nó mình phải chạy 24 giờ một ngày, 7 ngày chạy liên tục á, thì mình không có bật máy. Thì cho nên người ta mới để cái server đó, người ta để ở trên một cái chỗ mà nó chạy, lúc nào nó cũng chạy các bạn, lúc nào nó cũng mở. Và cái lượng internet của nó đi ra đi vào đều nhanh. Còn cái máy của mình á, thì mình đi vào nhanh nhưng mà đi ra nó rất là chậm. Đó, cho nên tại sao mà người ta có gọi là server, người ta để trên kia, nó giống như máy của mình thôi. Ok. Rồi, thì một cái web app đó, mình có, ví dụ như mình phải định nghĩa cái giao diện mình có là cái quái gì. Ví dụ như mình chưa cần biết là mình sẽ làm gì đâu các bạn. Mình cần ví dụ như bắt đầu mình hỏi ví dụ như nó là server side rendering, client side client side rendering. Đại khái vậy. Có cái bài mình nói về hai cái này không, thôi các bạn Google cũng được. Mình viết chữ này không biết đúng không ta. Hy vọng là đúng đi. Server side rendering và client side rendering. Tức là cái gì? Tức là mình phải chọn hai cái kỹ thuật đó, thấy không? Thì tùy theo cái ngôn ngữ. Tùy theo cái ngôn ngữ. Rồi. Thì mình đã phân tích rồi thì các bạn có thể chọn. Thì mình hôm nay mình sẽ hướng dẫn giống như là cái cách thiết kế mà mình chọn vào cái client side đi. Bởi vì nó dễ hơn. Ok. Thì các bạn đều biết là cái nhiệm vụ của cái browser đó là cái trang đó nó viết bằng HTML hay JavaScript hay là CSS gì đó, và nó hiển thị lên cho mình coi thôi. Ok. Rồi. Thì nó thông qua những cái mà nó gọi là API. Ok, API nó là cái gì mình quên rồi, application gì đó, programming interface, protocol interface hay là gì đó.
Để mình tra cứu cái nha, chờ chút nha. Đây nè các bạn, nó là Application Programming Interface, tức là nó giống như là một cái hàm thôi các bạn. Nó giống như một cái hàm. Để mình viết cái hàm nha, để mình viết nhỏ lại. Cũng giống như một cái function thôi. Ví dụ như cái function get data đi, mình nói thí dụ như vậy đi. Đó, thì cái này á, cái API này á, nó là gọi là get data, mình nói thí dụ gì, nó chẳng qua nó có hàm thôi, một cái hàm, một cái function thôi. Nó mọi thứ là nó đều là đối tượng object hết. Đó, ok. Thì rồi để mình biết, giống như là nãy giờ đó là mình nói sơ giống như cái cách hoạt động lại của nó rồi. Rồi thì bây giờ mình mới định nghĩa bên client mình có gì, mình nói thí dụ đi, mình nói thí dụ mà mình làm quản lý hàng hóa đi. Ok. Thì bây giờ mình quản lý giống như cái video trước mình nói đó, thì các bạn cũng phải tự giống như là mình nghĩ ra một cái đối tượng của nó là gì. Thí dụ như đối tượng của nó là hàng hóa. Hàng hóa thì mình có item nè, các bạn thấy không? Tức là cái item nó là cái món hàng tên gì nè, thấy không? Đó, rồi cái giá nó làm sao nè. Đó, thì nói chung là mọi cái đối tượng object mình có thể nghĩ ra, mình cứ viết dài xuống. Đó, mình viết vậy thôi. Nhưng mà bạn không cần phải suy nghĩ sâu vô một thứ, mình suy nghĩ sơ thôi. Rồi, mình có đại khái như vậy. Rồi bên server mình dùng cái gì? Mình dùng ngôn ngữ gì, mình dùng database gì, bên client mình dùng ngôn ngữ gì, thì thường là mình đặt những câu hỏi đó, đúng không? Rồi, ok. Thì như các bạn cũng biết là bên client á, thì người ta dùng là HTML, CSS hay là và JavaScript, đại khái vậy, đúng không? Còn nếu mà mình dùng giống như là cái này, để mình viết bên client nha. Ủa, kẹt cứng rồi, chờ chút nha. Rồi thì căn bản là ở bên client đó mình có HTML, CSS, JavaScript. Rồi thí dụ như mình dùng Angular đó, thì tức là mình dùng client side rendering, mình dùng Angular thì mình có thể dùng Angular ở đây, không? Còn mình cái những cái ngôn ngữ khác, ví dụ như các bạn có thể là giống như là PHP chẳng hạn, thì các bạn có thể dùng cái gì nữa ta, React hay là gì đó, đại khái Vue hay gì đó. Đó, ok, thì tùy theo cái ngôn ngữ nào mà giống như mình chọn. Ok. Rồi còn bên server đó thì giống như tùy theo mình host ở đâu. Ví dụ như mình host ở đó, nó hỗ trợ Windows hay là nó hỗ trợ Unix, Linux only, đúng không? Thì các bạn có thể chọn, ví dụ như mình chọn .NET nè. .NET thì ví dụ như là C# .NET nè, thấy không? Còn nếu là mà host Linux này nọ đó thì các bạn có thể dùng Node nè, Node.js nè. Thấy không? Các bạn cũng có thể dùng PHP nè, đại khái đó. Thì tùy theo bên server mình có cái gì, đúng không? Mình đăng ký được cái host nó cho mình cái gì vậy các bạn. Đó. Ngoài ra bên server có DB nữa. Thì DB nữa, DB nữa thì các bạn ví dụ như nó có MySQL nè. MySQL nè. Thì thường là cái này là thông dụng nhất. Rồi nó có MongoDB nè. Cái này là mình thấy thông dụng nhiều. Còn cái MySQL á, tức là của Microsoft á, thì nó cho mình không có nhiều đâu. Thì cái MySQL này nó cho mình nhiều nè, cái dữ liệu mình mới nhiều nè các bạn. Đó, thì mình nên dùng MySQL hoặc MongoDB. Mình dùng cái nào cũng được. Đó là giống như là mình chọn những cái mà dụng cụ để mà mình chuẩn bị làm cái web app của mình. Tức là cái này á, là mình cũng chưa có làm cái gì cho cái web app của mình hết trơn. Đó, giống như cái này là cái bước này là mình chọn cái dụng cụ này nọ. Ok. Rồi.
À, rồi thì mình cũng để coi cũng vẽ một bên là server, một bên là client nha các bạn. Để thôi thôi mình lộn nha. Đó. Rồi, thì cái bước đầu tiên đó giống như là mình phải biết được giống như là cái index .html đại khái cái trang nó có thể cái gì đó khác. Nhưng mà là cái trang giống như là cái trang nó gọi là landing page đó các bạn. Ví dụ như landing page à. Tức là một cái trang nào đó giống như là mình chạy thử cái nó được hay không, mình chưa cần biết cái trong ruột nó cái gì hết đó. Rồi cái giống như từ từ lúc mình làm cái này là mình làm cái sườn, rồi ở bên mà server đó mình cũng viết một cái function nhỏ giống như là nó gọi là API đó. Nó API nó có nhiều lắm, mình viết một cái thôi, rồi cái mình mới lấy bên client nè, mình gọi cái API này coi coi nó có qua lại được không. Ví dụ như nó qua lại được ha, rồi cái DB thì DB các bạn làm sao mà mình liên kết giống như là connect vô cái DB được đó. Rồi giống như ví dụ như mình chọn MySQL hay MongoDB đại khái thì mình không biết cái cách để mà mình, ví dụ như mình chọn Node.js đi, mình không biết cái cách để connect vô database thì mình Google mình coi cái cách nó connect làm sao. Đại khái mình thử nghiệm connect được là coi như là mình hoàn thành những cái đó, những cái lặt vặt như vậy, giống như là mình coi cái sườn của cái web app mình nó hoạt động được cái đã. Đó, hoạt động được tức là nó từ đây nó chạy lên đây, để đổi màu đi, từ đây nó chạy lên đây, ở đây nó chạy xuống đây, đây nó trả về ngược đây, nó trả về đây cho mình coi. Đó, thì nó chạy cái căn bản là gì. Đó. Rồi khi mà nó về cái bắt đầu mình mới mở rộng ra, mình mới mở rộng ra nhiều. À, chứ còn thôi là mình đôi khi mà mình viết tràn gian đại hải rồi cái không biết nó sai ở đâu, hư ở đâu thì mạnh nó sao không chạy. Rồi sao cái sườn nó không đúng, rồi cái nó giống như cái mình sẽ sửa nó rất là lâu các bạn. Mình sửa đôi khi mình bôi hết trơn mình làm lại từ đầu á, nó khổ vậy á. À, thì đôi khi các bạn mới á thì cái cách thiết kế này á giống như là các bạn nghe các bạn sẽ bị lùng bùng cái lỗ tai, bởi vì cái này là full stack, tức là cho cái người mà senior đó, tức là người có kinh nghiệm và người ta làm từ 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 A đến đến Z á các bạn. À, còn các bạn người mới vô đó mình không có làm tới cái này đâu các bạn. À, tại vì á cái người hoặc là mình giống như cái người cũ á, mình phải dựa vào những cái project cũ để mà mình set up, tức là mình cài đặt giống như là mình config á, tức là config là cái chữ này nè các bạn. À, đó giống như config đồ nó này nọ đó, để giống như là mình cài đặt á, hay là set up này nọ, set up cái project giống như là lần đầu tiên đó, nó khó, cái giai đoạn này nó khó lắm các bạn. Như là mình làm cho nó hoạt động một cái sườn, một cái trang nhỏ nó hoạt động, rồi cái API nó hoạt động, rồi database nó hoạt động, nó connect qua liên tục với nhau được hết rồi là ok, là đưa tới xuống cho cái người mà giống như các bạn là mới vô làm thì bắt đầu là mình thêm cái trang này. Ví dụ mình có cái trang này rồi mình nói ta muốn thêm cái trang này hay là thêm một cái trang mới thì làm sao, tức là mình dựa vào những cái cũ đó thì mình làm từ từ, mình coi cái mà cái yêu cầu của cái bên khách hàng là nó muốn cái gì đó. Là mình các bạn làm á mình phải làm từ giống như là từ ở trên cao. Từ trên cao làm sao, tức là mình đừng có làm cái gì mà quá chi tiết, mình làm chi tiết cái khách nó không chịu cái là bỏ hết trơn à. Mình phải làm tôi có cái trang nó như vậy, nó sẽ hiện ra như vậy đó. Cái cách hoạt động nó như vậy như vậy như vậy như vậy rồi thì khách hàng người ta nghiệm thu á, dĩ nhiên người ta không nghiệm thu nhưng mà ý mình nói là người ta sẽ giống như là sẽ theo dõi liên tục. Và các bạn mình nói bữa bữa nay nó có những cái đường này làm như vậy ok không ok hết theo đúng cái những cái yêu cầu ở trong cái giống như document là mình viết ra thì theo giống như cái yêu cầu. Rồi thì mình tiến hành tiếp từ từ, mình thêm nhỏ vô cho nó chi tiết lên, chứ mình đừng bao giờ mình làm chi tiết xong rồi mình bỏ trần. Đó, các bạn hiểu không? Đó, rồi. À, rồi xong rồi
giống như là mình phải biết ước gì nha. Ước gì là mình viết cái API nè, mình nói tao có một cái function tên là như vậy, thí dụ như getData, thì ngay trong bên client này mình gọi cái thằng getData đó, nó sẽ trả về cho mình đúng theo yêu cầu. Thí dụ như hiện tại á, thì mọi thứ á, nó đều thông qua cái nó gọi là JSON hết các bạn. JSON. JSON. Nó là JSON. Thì Nguyễn sao mình gọi cái function đó, nó trả cho về cho mình JSON là được. Còn cái nhiệm vụ bên client á, thì nó lấy cái JSON data đó, nó sẽ dịch ra cái HTML và nó đưa cái browser, nó giống như nó hiện lên cái trong cái browser, nó hiển thị lên cho cái khách hàng người ta coi đó. Ok rồi, dĩ nhiên nó cái này là mình nói chung thôi, chứ còn mình càng vô trong nó có nhiều chi tiết lắm, nhưng mà đôi khi nói chi tiết quá thì các bạn ngán, giống như mình nói ồ khó quá hay gì đó này nọ. Ok, thường là giống như là mình nhìn toàn bộ một cách chi tiết thì mình sẽ thấy khó, mình sẽ suy ra nản. Còn mình nhìn giống như là một cái ông sếp lớn thì mình nhìn như tụi nó làm vậy đó, nhưng mà không biết làm sao, nhưng mà nó làm cái hướng nó làm vậy đó thì là ok, thì các bạn sẽ không có bị ngán lúc mà mình nhào vô mình làm. Ví dụ như mình làm trang này hay mình làm cái trang kia, hay là thằng bạn nó làm một cái trang khác đại khái vậy, thì gom lại với nhau thì có một cái thằng leader là tổ trưởng, nó gom lại không? Thì cái thằng đó nó phải có kinh nghiệm hơn thì nó mới gom được, chứ không thôi là nó tùm lum hết là gom đâu có được, bạn thấy không? Cho nên đó, là thường đó, mình theo mình nghe đó thì các bạn mới đi làm năm 1 rồi nó đi làm giống như internship rồi này nọ cho biết đó, vô thì hỏi cho nó khó khăn, vô làm nó đâu có cho làm hết đâu. Ví dụ như làm hết là làm hư cái database người ta làm sao, đâu có được, mình viết cái query nó sai sao, cho nên người ta cũng cho mình sửa chút không à, hoặc thêm trang rồi bớt trang, thêm cái chức năng nhỏ thôi. Còn làm cái lớn đó, nó gọi là architecture. Cái architecture là giống như là mình về giống như kiến trúc sư ở bên đời thường vậy đó. Mình xây dựng cái sườn, giống như cái này là một cái sườn này các bạn ạ. Đó, thì sau khi làm được cái sườn này là do thằng kiến trúc sư trưởng làm, rồi mình là cùi bắp, mình chỉ có xây bức tường. Ok, mày muốn xây bức tường này thì tao xây, tao không cần biết lý do, đại khái vậy. Rồi ok, thì cái cách mình thiết kế một cái web app là mình làm vậy. Thì các bạn cũng có thể dựa vào những cái template, thì đôi khi nó template nó viết vô đầy dàn nhang đại hải đó, các bạn không có hiểu, mình làm từ đầu thì mình lại dễ hiểu hơn đó. Còn mình dựa vào cái template đó thì mình chỉ xài được những cái chức năng như vậy thôi, rồi mình thêm đồ này nọ nữa nó rất là khó, bởi vì cái code của người ta viết mình đâu có hiểu đâu mà mình thêm, nó không có dễ dàng để mình thêm, đại khái vậy. Còn thường á là mình đi làm thiệt á là nhân viên ở trong công ty sẽ tự làm nguyên cái project này, ít có ai làm cái template lắm. Cái template là người ta giống như người ta dùng để cho giống như là nó layout, giống như nó sắp xếp cái giao diện nó ra làm sao thôi, chứ còn cái thuật toán hay là cái cách làm rồi này nọ đều do nhân viên ở trong hãng làm, bởi vì những cái template nó không có cung cấp chi tiết như vậy, thêm chức năng nó cũng không có, có khi nó cũng không có làm được. Rồi thì cái video này nó cũng hơi dài rồi, thì có gì mình nói thêm. Cái này là mình nói thêm, nói căn bản cho các bạn hiểu được cách làm một cái web app, thì cái tiến trình nó ra làm sao. Ok, thì dĩ nhiên làm xong mà mình phải thử, phải test nha các bạn. Test thì nó còn có cái giai đoạn đó nữa, cái giai đoạn đó giống như một người ngồi đó, tester, test. Dĩ nhiên mình là developer, mình ngồi mình program, mình viết chương trình, mình cũng phải test cái function của mình, tức là cái chức năng của mình. Đó, sau khi mình test, mình nó ngon hết rồi thì phải có cái thằng user để nó test, nó gọi là pilot đó, để nó test coi cái khi mà giống như là tạm được ổn hết rồi, rồi thì bắt đầu mình mới kêu khách hàng thử. Đó, đại khái vậy. Thử thì nó cũng phải chạy qua chạy lại mấy tour nữa, giống như khách hàng nó không đồng ý này thêm này bớt cái kia, thường là nó nhẹ các bạn.
Cho nên một cái software engineering là một cái life cycle của nó, tức là một cái vòng cuộc đời của nó đó, nó rất là dài, nó phức tạp lắm. Nó chạy qua khách hàng sửa chạy về, chạy tới chạy lui, trong lúc nó chạy thì người ta vẫn dùng, giống như là nó có dùng được. Dĩ nhiên không dùng được là nó không có tốt rồi, đúng không? Nó phải dùng được. Đó. Chứ không có thể nào nói mà một cái project của mày khi nào xong, một tháng là xong không. Thì thường nó theo mình, kinh nghiệm của mình nó không có cái từ xong ở đây. Mình thấy nó xong như vậy chứ, nhưng mà khách hàng nó vẫn yêu cầu là thay đổi cái này, thay đổi cái kia, thay đổi tùm lum hết. Nhưng mà cái lúc đầu nó không có nói. Tại lúc đầu nó cũng không có biết mà, nó cũng tưởng tượng trong đầu nó thôi. Lúc ra thiệt thì nó giống như là nó luôn luôn thay đổi. Đó, cho nên là cái cuộc đời của một phần mềm nó phức tạp lắm, nó chạy tới chạy lui, chạy vòng vòng lâu lắm, nó thay đổi toàn bộ cái kỹ thuật này nọ thì nó mới ra một cái phần mềm khác thôi. Chứ còn người ta sẽ chỉnh sửa trên cái sườn của cái phần mềm chính mà mình viết. Rồi, ok, hôm nay nói cũng dài rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video kế. Bye bye.